Sáng nay, Hội đồng Giám sát Liên ngành Formosa của Chính phủ đã họp xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường của Formosa. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhất trí sẽ cho phép nhà máy này vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Thời gian hoạt động thử nghiệm dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 5 này. Tại cuộc họp sáng nay, Hội đồng Giám sát ghi nhận nỗ lực của Formosa trong việc khắc phục tồn tại, vi phạm để bảo vệ môi trường. Trong đó, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hoàn thiện công nghệ, thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, bao gồm chất thải rắn, nước thải và khí thải. Các thiết bị quan trắc chất thải đã được triển khai lắp đặt xây dựng theo cam kết. Đi cùng với quá trình hoàn thiện công nghệ sản xuất, đến nay, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn và quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục phục vụ lò cao số 1 của Formosa đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã mời các tổ chức tư vấn nước ngoài có uy tín tiến hành khảo sát thực tế tại Formosa và nhận định công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải đã được Formosa đầu tư bài bản. Quy mô, sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới. Ngày 9 tháng 5, Tổng cục Môi trường cũng đã tiến hành cấp giấy chứng nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho Formosa. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này về cơ bản đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể tiến hành hoạt động thử nghiệm. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, những tồn tại, vi phạm vào thời điểm xảy ra sự cố cho đến nay đã được Formosa khắc phục, tập trung đầu tư công nghệ xử lý và giám sát môi trường để bảo đảm toàn bộ nước thải của Formosa đã được xử lý một cách cơ bản. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải đảm bảo hệ thống giám sát chặt chẽ, tránh lặp lại sự cố cách đây một năm. Về phía cơ quan nhà nước, chúng ta phải tăng cường tần suất, cường độ và mức độ giám sát, trao đổi với các nhà khoa học để bàn về một kế hoạch giám sát độc lập của cơ quan nhà nước xung quanh vấn đề này, trong đó tập trung vào giám sát mấy cái khâu quan trọng sau. Thứ nhất là duy trì cái giám sát tại nguồn thải, đấy là điều chúng ta vẫn đang làm. Thứ hai là chúng ta duy trì để giám sát vào cái khí thải ở những khâu có thể phát sinh, đó là gì, thông qua hệ thống tự động và thông qua cái lấy mẫu thông thường, và có cái quy trình để giám sát toàn bộ cái khí thải từ lò thiêu kết và hệ thống lò cao. Ngoài ra, để tăng cường giám sát các thông số, tránh xảy ra những sự cố về môi trường, Hội đồng Giám sát sẽ giao cho 3 trung tâm quan trắc, 3 phòng thí nghiệm có năng lực để giám sát chéo. Trong đó, chú ý đến các chỉ số về furan và dioxin từ khí thải của Formosa. Cùng với đó, duy trì kế hoạch giám sát môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường biển và khả năng chịu tải của môi trường khi Formosa đi vào vận hành.